thì tổng cộng cái số tiền con nhận được là 59.393.000 đồng, cộng 200 đô Úc, cộng 200 đô Mỹ và 100 đô Úc. Đó là tất cả cái số tiền mà con thời gian qua con đã nhận được từ Mạnh Thường Quân. Cái tên của Mạnh Thường Quân đó để cô cúng cầu an cho các Phật tử đã có tâm, đã có lòng ủng hộ cho cô. Cô muốn làm lại một cái việc gì đó để cho những người Mạnh Thường Quân đó, cô cũng như là cô muốn cúng cầu an lại cho những người Mạnh Thường Quân đó. Ừ. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay Bùi Hồ cùng với lại cô Hai Vui ở đây. Thì lúc nãy thì Bùi Hồ có mời cô Hai Vui đi với Bùi Hồ lên app của sư cô để mà công bố cái số tiền Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho sư cô đến thời điểm này ở đợt 2. Mình sẽ vào đây gặp cô. Thắp hương thôi cô. Thắp hương, cái này cô thắp hương là bị thắp. Dạ. Em vô đi. Dạ. Ồ, bữa nay không mưa gió nên là nữ là bớt sợ hơn à. Dạ, con chào cô. Cô khỏe không con? Khỏe. Dạ. Mưa bị sốt rồi. Sốt hả cô? Còn nãy cô mấy ngày hôm nay ốm hả? Cô bệnh ngang qua ngay mà cô sốt gì đó. Mấy ngày trước thì nó cũng ấy rồi, nó nhóm nhóm mà đi chích thuốc hai bữa. Dạ. Chích hai bữa rồi về cái hôm qua không có chích nữa. Dạ. Hôm qua cái nó đỡ đói lại cái nó sốt lên quá trời luôn, nó nóng lạnh, nó lạnh gì đâu, sáng đêm luôn, không có giờ. Hôm qua có nhiều người, nhiều đoàn hành hương đến thăm cô không? Hôm qua có cậu Hải nào đó, không biết không, nó cậu ở thành phố mà cô xuống đây cô để giếng thôi. Dạ. Rồi cô cúng cho cô 100 ngàn để mua nhang thắp. Dạ. Rồi ở đó hết bữa nữa rồi cô xuống. Dạ. Cô xuống để coi coi làm dài sao. Cái cậu nó cũng nhỏ nhỏ người, ấm ấm. Dạ. Cô nó nói là quê cô ở Lai Dung. Dạ. Hôm nay thấy cô sức khỏe yếu quá, con thông báo cho cô một cái tin vui là hiện nay con với Phong á thì vận động được số tiền rất nhiều từ các Mạnh Thường Quân sau khi mà tụi con đăng tải clip của cô ở qua Facebook cũng như là qua YouTube, thì có rất là nhiều Mạnh Thường Quân cùng chung tay sửa lại am cho cô. À, con nhà cô Hai Vương tắt con cái. Có gió nó hút vô. Thì con cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Thì hôm nay con đến đây, con sẽ trước là con thăm cô, coi là thì hôm nay thấy cô sức khỏe yếu quá, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha cô. Gần tới ngày ngày động thổ rồi. Mình là ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch đó cô. Mùng 6 tháng 9 âm lịch. Hiện nay là mình ngày mấy rồi cô ha? Nay 28 rồi. Dạ, 28 là mình còn 8 ngày nữa. Dạ. Mấy giờ mình động thổ hay cô ha? 7 giờ. Dạ. Cúng làm lễ rồi động thổ luôn. 7 giờ tới 7:30. Dạ. Dạ. Hôm nay con ở đây thì trước tiên là con đến đây thăm cô, sau đó con sẽ công bố danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cô trong cái thời gian qua. Thì có một đợt thì con sẽ đọc cho Mạnh ở đây, thì đọc cho Mạnh Thường Quân nghe luôn. Con phải kê cái con để đây thì nó tội quá không? Không sao em. Dạ. Chắc để chắc cũng không sao đâu ha cô ha. Sao chữ mà. Đây cái này. Con quay ngược lại. Này xin phép Mạnh Thường Quân cho để ở trên này để mà đọc, có thể đọc cho nó dễ dàng hơn. Thì con công bố với cô với lại Mạnh Thường Quân luôn, thì danh sách ủng hộ cô á con đã công bố một đợt là ngày 8 tháng 10. Hôm nay thì con công bố đợt 2 là từ ngày 9 tháng 10 đến ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10 á cô. Thì con nhận được một cái danh sách của từ chị Diệu Tiên là Việt Kiều Úc. Thì chị này vận động Mạnh Thường Quân là Kiều Bào ở Úc đó. Thì phát tâm để mà cùng xây am cho cô. Thì thứ nhất là
Em con xin phép con đọc luôn. Thứ nhất là chị ở đây nó nhất là chị ở thứ nhất là Châu Xuân Thạnh nè, 100 đô. Hay là Châu Văn Phát 50 đô. Thì Châu Mỹ Thanh 50 đô. Châu Edmond 10 đô. Giáng Tiên 250 đô. Chị Hòa 100 đô. Ngọc 100 đô. Trần Trọng Hiếu 50 đô. Trần Mai Thảo 50 đô. Thức 50 đô. Cô Ba 20 đô. Ngân 25 đô. Phượng 20 đô. Vô Danh 300 đô. Mai Lan 100 đô. Các Phật tử chùa Cô Hạnh Từ 200 đô. Phượng Chánh 50 đô. Ở đây là Phương Chánh 50 đô. Cúc 50 đô. Quảng Diệu Thu 70 đô. Vô Danh 30 đô. Dương Tố Lan 100 đô. Quảng Mỹ 200 đô. Diệu Pháp 100 đô. Trúc Tính 50 đô. Diệu Tiên Pháp Minh 225 đô. Vô Danh 100 đô. Vi Trần 50 đô. Với lại một cái danh sách của cô Như Đức là mới nhận được sáng nay luôn, 100 đô nữa. Và tổng cộng cái số tiền của con nhận là ở trên lúc hôm qua là 2.500 đô Úc, với lại 100 đô mới ngày hôm nay nữa là 2.600 đô. Thì tổng đổi qua tiền Việt Nam là 41.775.000 đồng, là 2.500 đô. Với lại 100 đô Úc là tiền Úc này chưa đổi ra. Dạ, là của danh sách từ chị Diệu Tiên là đổi qua Việt Nam là 41.775.000 đồng. Và của cô Như Đức nhận sáng nay là 100 đô Úc. Đây là danh sách của từ chị Diệu Tiên đó cô. Dạ, tiếp theo thì con công bố danh sách thì những mạnh thường quân đã chuyển khoản qua cho tài khoản của con. Danh sách thứ hai là anh Phước ở quận 2 là 2 triệu đồng. Anh Hoàng Cổ Chi là 500.000 đồng. Một mạnh thường quân mà trước đây ở trong nhân vật con đã từng giúp đỡ. Hôm nay thì thấy cô thì cũng phát tâm. Đó là dấu tên ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang 1 triệu đồng. Phạm Trần Tú Nhi và Phạm Trần Đức Duy là 200 đô. Rồi một mạnh thường quân ẩn danh ở Mỹ là 200 đô. Đổi sang tiền Việt là 4.618.000 đồng. Tổng cộng danh sách con nhận được đó là 8.118.000 đồng và 200 USD. Thì qua hai đợt đó thì tổng cộng hai đợt ủng hộ cho cô Như Thiện, thì đợt thứ nhất là đến ngày 8 tháng 10 thì con nhận được là 9.500.000 đồng. Đợt thứ hai là danh sách thứ nhất của chị Diệu Tiên từ Việt Kiều Úc gửi về cho con là 41.775.000 đồng với lại 100 đô Úc. Danh sách hai là 8.118.000 đồng với lại 200 đô Mỹ. Thì tổng cộng cái số tiền con nhận được là 59.393.000 đồng cộng 200 đô Úc, cộng 200 đô Mỹ và 100 đô Úc. Đó là tất cả cái số tiền mà con thời gian qua con đã nhận được từ Mạnh Thường Quân với số tiền là 59.393.000 đồng, 200 đô Mỹ và 100 đô Úc. Đó là cái danh sách con vừa công bố qua của chị Diệu Tiên ở bên Úc vận động cho cô nè. Rồi con cũng nhận được, thì hôm nay con công bố với cô. Rồi cô vui không cô? Vui lắm. Dạ. Vui quá chặn, vui giết cả bệnh luôn. Vui giết cả bệnh luôn. Cô có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân không? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Trước khi thì cảm ơn Mạnh Thường Quân để ủng hộ cho Thiện nhau để sửa sang cái ngôi lại. Rồi sau đó thì cậu Hồ và cô Vui qua ủng hộ để đi quá cực khổ đi chứ cô cũng để dòng ơn biết vậy thôi chứ giờ cô cũng không biết nói chi, thì ơn đó quá chừng nặng cô để tu không sao đâu cô ơi, tu cần đấy. Không có sao đâu, mà làm được gì đó cho cô có cái mái nhà để cô niệm Phật là tụi con vui dữ lắm rồi.
Cô yên tâm đi, cô đừng có cái gì. Cô muốn xúc động. Vậy cô cũng trọng ơn hết trong cái thầy mạnh thường quân để ủng hộ cho cô để có cái nơi trốn để trốn mưa trốn nắng này kia cho sạch sẽ và trang nghiêm để cô tu cho đến ngày dễ dàng. Mình cầu nguyện cho bá gia bá tánh để ủng hộ cho cô đó. Thôi giờ cứ chỉ cần nhiêu thôi chứ cô đâu có biết làm gì nữa, cô đâu có muốn làm gì nữa đâu à. Chỉ cần tu cho cô bác và cầu nguyện cho dân chúng mà chăm họ để mạnh giỏi này kia được cho nó được bình yên, đất nước được hòa bình và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cô, thì cái số tiền này con cũng không tiện đưa lên mạng xã hội, và thay mặt Mạnh Thường Quân con sẽ tạm thời giữ cái số tiền này gửi vào ngân hàng cho cô. Thì khi đến ngày khởi công thì Phong cũng đã có gửi số tiền cho cô Hai Vui vì lý do an toàn. Thì đến ngày khởi công thì con sẽ với cô Hai Vui sẽ xem chi phí bao nhiêu, rồi tụi con cũng sẽ thay mặt Mạnh Thường Quân xuất cái số tiền đó để xây lại cái am đàng hoàng cho cô có nơi tu hành. Và con sẽ gửi cái số tiền này ngân hàng, vô ngân hàng cho cô nha cô nha. Dạ. Và thông báo với Mạnh Thường Quân luôn là am của sư cô được khởi công động thổ vào ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Thì hiện nay là ngày 28 tháng 8 âm lịch, thì còn 8 ngày nữa thì sẽ động thổ. Thì mọi cái việc thì Bùi Hồ với cô Hai Vui với lại em Thành là con cô Hai Vui sẽ đứng ra xây dựng. Thì sau khi xây dựng được bao nhiêu thì số tiền mình Bùi Hồ sẽ có với lại cô Hai sẽ công bố hết tất cả. Thì theo ước tính lúc trước mà em Thành là con của cô Hai Vui có dự tính là xây dựng một cái am để mà cho hoàn thiện hết thì tổng chi phí khoảng 75 triệu đồng. Nhưng hiện nay số tiền mà Bùi Hồ cùng với em Phong thì vận động đến nay thì cũng 120 triệu đồng, và một số tiền đô thì hơn 120 triệu đồng, khoảng 120 mấy triệu. Thì sau khi xây am xong còn lại bao nhiêu thì có thể giúp cô trang trải trả nợ cái số nợ còn lại. Hay cô, con kêu thông báo cho cô tin mừng như vậy. Qua clip này thì Bùi Hồ muốn nhắn Mạnh Thường Quân trước tiên là cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều thời gian qua đã ủng hộ về tinh thần cũng như là vật chất cho cô có lại được cái em. Thì trong thời gian tới đây thì chắc có lẽ là cô sẽ ít đón tiếp đoàn hành hương về em cô, tại vì để thuận lợi cho cái công việc sửa chữa xây dựng am nè, đây là mùa dịch nữa nên mình không có thể mình tiếp khách nhiều được. Thì mong Mạnh Thường Quân ngày 6 tháng 9 là âm lịch là khởi công, thì khoảng hơn một tháng sau, khoảng ngày 6 tháng 10 thì có thể lúc đó am sẽ hoàn thành. Thì lúc đó cô có thể tiếp đón Mạnh Thường Quân đến am để mà mình phát tâm như thế nào đó hay cô ha. Dạ thôi bây giờ cô Hai Vui, bây giờ mình sẽ ra coi cái nơi mà sư cô chuẩn bị xây lại cái am mới ha. Xây lại. Dạ. Đây là mình xây đây hả cô? Xây đây là ngang bao nhiêu cô ha? Ngang từ đây nè, từ mấy này qua đó tới cái cây chút đó là 4 mét. Từ mấy đây đây? 4 mét mà. Từ mấy này mình tính mình xây không là 9 thước, còn 2 thước trước nó tính ra là 11 thước đó. Là từ cái mí đây mình xây thẳng ra tới ngoài sau đó. Là còn là mình xây không đó nghe. Đó, ra tới ngoài đó là 9 thước, còn ở trước đó thì mình làm 2 mét đó để cặp cái nhà của em của cô luôn. Em cặp nhà em. Em của cô mấy hôm nay con đi không thấy em của cô. Nó đi làm ở Bình Dương rồi sao? Bỏ nhà lại cho cô hả? Cô thấp hương. À, để nhà cô giữ cô thắp hương. Dạ. Anh đây là cái nơi mà sẽ tiến hành động thổ xây dựng am cất cho cô tu ở đây. Thì nó cũng gần, cũng xa mấy đường chứ không xa. Còn nơi đây nếu là mình cất lại ngay cái chỗ đó là gần lộ dữ lắm. À, nơi đây là cái am cũ của cô nè. Đó.
Thì sau đó thì cái phần tường ở đây thì mình sẽ đập ra, mình làm cái ra, mình ngào, mình làm bê tông, cái nền ở dưới. Dạ. Buổi hồi với lại cô Hai Vui xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ, xin chúc Mạnh Thường Quân luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Dạ, sức khỏe. Dạ. Cô cũng thay mặt cho cô Như Thiện chúc cho Mạnh Thường Quân, các anh chị em ở trong nước và ngoài nước được dồi dào sức khỏe, mạng vị bình an. Cô cũng thành tâm mà chúc phúc cho các Mạnh Thường Quân. Chia sẻ với lại cô bác quý anh chị, Mạnh Thường Quân là sư cô có một cái cô nãy sư cô nói là sau khi mà công bố danh sách ủng hộ lên thì cái ngày mà SEA xong thì cô xin lại một cái danh sách, phải không? Đúng cô rồi. Xin lại những cái tên của Mạnh Thường Quân để cô cúng cầu an cho các Phật tử đã có tâm, đã có lòng ủng hộ cho cô. Cô muốn làm lại một cái việc gì đó để cho những người Mạnh Thường Quân đó, cô cũng như là cô muốn cúng cầu an lại cho những người Mạnh Thường Quân đó. Dạ. Thôi thì tới bữa đó thì sẽ sau khi hoàn thành xong đó thì em photo, em đánh cái chữ, dạ, đánh nó lớn lên cho cô cúng cầu an. Cô cúng. Rồi. Cúng cái tấm giấy lớn. Dạ. Cái mình photo mình em đánh máy ra. Dạ. Để cho cô khi mà ban đêm á, cái cô cúng cầu an, cô thấy đường cho rõ. Dạ. Thôi thì hai cô cháu mình về.